lèo lái người dân theo những cái ý kiến mà chủ quan do chúng sắp đặt. Và nói luôn về cái ả là Phạm Đoan Trang và Nguyễn Lân Thắng này, nếu như cái thằng Nguyễn Lân Thắng mất dạy này á, là một kẻ nói chung sinh ra trong cái gia đình là cũng có là rất là có uy tín nổi tiếng của dòng họ Nguyễn Lân. Nói chung là dòng họ này đều là những sĩ phu, nói chung là có tiếng của đất nước, rất là được người dân Việt Nam kính trọng. Nhưng mà không hiểu sao dòng họ này lại sinh ra một cái thứ con cháu vừa bất hiếu vừa mất dạy mà lại vô học như thế. Chắc có lẽ dòng họ Nguyễn Lân đến đời của Nguyễn Lân Thắng là chắc có lẽ là đặt dấu chấm hết là vừa, vì cái thứ là phá gia chi tử này. Còn về KV dâm chủ là Phạm Đoan Trang thì đã gọi là KV dâm chủ, thì cái con người này có tốt lành cái gì, cho nên những cái chiêu trò của chúng nó là bị ra, thì chúng nó có từ cái thủ đoạn nào ở đâu. Mà nhắc đến hai cái ả mà KV dâm chủ và cái tên dân chủ cụi này á, thì tôi có một cái thông tin muốn gửi đến mọi người. Nói chung là cái thông tin này mấy ngày mọi người cũng đã nắm rồi. Thì mấy ngày hôm nay á, ở tại là thành phố Hồ Chí Minh có là tiến hành là xử lý một cái vụ việc là tổ chức ca nhạc biểu diễn là không có giấy phép tại một cái phòng trà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói là phòng trà thực ra đó là cái quán cà phê. Và trong cái buổi là gọi là biểu diễn âm nhạc này, nó có cái sự tham gia của gì, của bầy đàn là dân chủ cụi gợn que Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng và cái tên là cựu thành là gì, cựu nhờ AD Ổ Lộc, cựu admin của cái trang nhật ký là yêu nước Mỹ á, Nguyễn Tín. Thì cái ngày hôm đó thì nói chung tôi sẽ sơ lược một chút cho mọi người cùng nắm như thế này, thông qua cái bài viết là về vụ ca sĩ Nguyễn Tín bị kiểm tra và phạt hành chính. Mà mấy cái đám rận chủ nói chung mấy ngày hôm nay chúng nó đang lu lo rằng là gì, chúng nó bị là công an Việt Nam là đánh đập, hành hạ, tra tấn gì đủ các kiểu, rồi vô nằm bệnh viện. Ô ta nói nó làm đủ trò mèo hết trơn. Vì chúng ta là cùng xem thử xem là qua cái vụ việc trên liệu chính quyền Việt Nam đã có là làm coi như là theo như đúng như cái mà cái đám dân chủ cụi nó bảo rằng là sao, là chính quyền là đàn áp chúng nó hay không. Dân mạng đang chú ý tới trường hợp của một thằng phản động có cái tên là Nguyễn Tín cùng đám là Phạm Đoan Trang, Nguyễn Đại, Phan Tử Mây, Nguyễn Tiến Trung, Trịnh Quang Toàn, Nguyễn Thị Loan, Trần Giác Bang, Võ Hồng Ly, Dương Thị Tân, Huỳnh Thành Phát, Nguyễn Lân Thắng với sự hạ hơi tiếp sức của đám BBC, tiếng Việt, RFA lu loa trên mạng xã hội rằng chúng bị công an bắt và đánh đập. Thậm chí sáng nay tổ chức phò phạt có tên là Ân xá quốc tế còn ra thông cáo yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tiến hành điều tra những cáo buộc rằng công an đã hành hung là những người tham dự đêm nhạc Sài Gòn kỷ niệm của ca sĩ Nguyễn Tín vào đêm 15 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Lũ cành cành phương Tây chu chéo lên để vô cáo chính quyền rằng những người tham gia là đêm nhạc hôm 15 tháng 8 cho đài Á Châu Tự Do biết khi đêm nhạc đang diễn ra tại quán cà phê Casanova ở phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục công an mặc thường phục và đồng phục đã ập vào quán bắt ngưng chương trình, tấn công một số những nhà hoạt động là tham dự đêm nhạc. Công an kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người đến dự chương trình và đặc biệt chú ý đến nhà báo Phạm Đoan Trang và ca sĩ Nguyễn Tín và Facebook Nguyễn Đại, người tham gia tổ chức đêm nhạc. Ba người này sau đó đã bị bắt về đồn, bị đánh đập, khiến cô Phạm Đoan Trang sau đó phải vào viện để điều trị. Ca sĩ Nguyễn Tín và anh Nguyễn Đại cho biết họ bị bịt mắt trước khi bị đưa về đồn công an và bị tra tấn. Họ sau đó cũng bị công an đạp ra khỏi xe ở giữa đường. Tôi xin lỗi mọi người, tại vì đọc đến cái đoạn này tôi nói thật là tôi không có cầm được cái nói chung là cái cảm xúc là khinh bỉ cái bọn này. Cho nên là mọi người nếu có xem cũng thông cảm dùm. Tại vì nói chung ra nói mà mỗi lần mà nghe cái đám mà rận chủ á, nó ca bài ca con cá là tụi nó là bị công an là đàn áp đánh đập rồi bắt tụi nó rồi sau đó bịt mặt tụi nó rồi để gì đem về đồn là hành hạ tra tấn tụi nó. Nói thật với các anh chị chứ tôi không có kèm được cái nỗi mà khinh bỉ đối với tụi nó thôi. Thì trên FB của mình á, Nguyễn Tín viết tôi vẫn hát thêm 1 đến 2 bài nữa. Đến 9:30 thì dừng chương trình. Lúc đó một nhóm rất đông gồm an ninh, bảo vệ, dân phòng, cả thường phục và sắc phục tập trung rất đông bên ngoài ngăn đường là không cho chúng tôi đi. Họ xử phạt tôi không có giấy phép biểu diễn, không xin phép tác quyền, hát những bài ca khúc là không được lưu hành. Trong lúc tôi ở trong quán làm việc với họ thì nhìn thấy nhiều người bị đánh rất tàn nhẫn. Trong đó có chị Phạm Đoan Trang và anh Nguyễn Đại. Sau đó họ đẩy tôi vào góc phòng, hỏi ai là người tổ chức đêm nhạc, rồi họ đánh, lấy điện thoại, bóp tiền. Bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, chứng minh thư. Họ đánh tôi 1 tiếng đồng hồ như vậy rồi đưa ra xe ô tô 7 chỗ, trong khi tay tôi vẫn bị chói. Xin lỗi mọi người, cảm xúc nó khinh bỉ, nó không có kèm được. Nói thật với các anh chị thấy những cái dòng comment và những cái câu nói của chúng nó có cảm thấy, mọi người có cảm thấy là nó hơi là ngược đời hay không? Bị đánh gần cả tiếng đồng hồ rồi sau đó mới đưa ra xe chở đi. Sao mà nó khác ngược, nó ngược hoàn toàn những lời khai trong những cái báo cáo của mấy đám kia là sao ta? Mình không hiểu nổi. Chắc có lẽ là trong lúc đó bọn nó quá là tâm trạng của tụi nó quá ngáo rồi cho nên là nó không nhớ được gì chứ. Nó nhớ là nó bị đánh nó 1 tiếng đồng hồ. Trời đất mẹ nội ơi, 1 tiếng đồng hồ bị đánh nghe cả nhà. Có ai mà bị đánh 1 tiếng đồng hồ mà mình mẩy nó láng o mà sau đó nó lên trên mạng á, nó đăng một cái status là nó bị công an đánh rớt xuống mương luôn. Mà nhìn từ đầu cho tới từ trên cái đầu nó xuống tới với cái chân á, nó láng có, nó trắng trẻo lắm, sạch sẽ lắm. Mà kiếm ra không thấy cái chỗ nào mà nó bị sứt mẻ miếng thịt nào mới ghê. Thấy trên mặt nó dính được vài miếng lọ. Mà tôi tâm tư dữ lắm á. Tìm hoài những cái vết tích là nó thương tích nặng nề, bị đánh suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Mà tại sao là nó không thấy cái vết tích nữa chứ à. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đây là một quán cà phê à. Mà nếu như anh có tổ chức nhạc nhéo với cốc khô thì tôi không cần biết, thì anh phải có giấy phép, xin phép anh biểu diễn, đó là cái điều hiển nhiên rồi à. Mà nếu như cái chuyện mà anh bị đánh đó, đúng không, bị đánh đến 1 tiếng đồng hồ đó, những thực khách ở trong quán cà phê đó, không lẽ anh ta không thấy anh bị đánh hay sao hả? Đúng không? Nếu như người ta thấy anh bị đánh, người ta cũng quay phim để người ta đăng lên mạng YouTube để kiếm like, giật view đồ cho mấy thằng chống cộng hải ngoại nó có video để nó chế, nó xuyên tạc đồ chứ. Đấy. Đúng không? Mà nói thiệt á, tao biết chỗ đó, tao đến đó, không? Tao lấy cái bàn nó đập cho mày chết luôn. Đó, cho nó gì? Cho nó thận tiện để tụi mày có nhiều tiện chút. Khổ vậy đó. Vậy thì cái sự thật ở đây là cái gì? Thì sẵn đây tổng hợp luôn để chém gió khơi khơi nó lạc đề. Thì ngày 15 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Tín cùng Nguyễn Đăng Cao Đại tổ chức là live show Nguyễn Tín tại quán cà phê Casanova 61C Tú Sương, phường 7, quận 3. Với trên là 50 bộ mặt là ba que là bẩn, tanh, dơ. Nhưng bị các lực lượng chức năng ngăn chặn là vì vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa thông tin về cái hành vi là biểu diễn nghệ thuật không có giấy phép. Lúc 20:40 ngày 15 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Hữu Tín cùng một tổ chức cặn bã ba que với cốt cán là Phạm Thị Đoan Trang và Nguyễn Đăng Cao Đại, hay còn gọi là Nguyễn Đại, đứng ra tổ chức cái gọi là live show Nguyễn Tín với chủ đề Sài Gòn kỷ niệm. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy là hiện nay bọn Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang là chúng nó đã mò vào thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy chúng ta dạy gì mà không đi xe đó, tìm bọn này và tặng cho nó một trận đòn nhớ đời để cho chúng nó gì có là được thêm nhiều đô la chốt. Chúng ta giúp chúng nó có tiền rồi đấy, chúng nó còn mừng nữa đấy. Tại vì lâu quá chúng nó không bị là người dân đập để là có cớ là vu khống chính quyền. không? Để là cái đám chấm cộng cực ngu ở hải ngoại, chúng nó là giải ngân cho đô la đấy. Nhưng thực chất là kiếm cớ hội họp bàn về kế hoạch là chống phá chính quyền, trong đó có kế hoạch lôi kéo dụ dỗ người dân tham gia biểu tình chống nhà nước vào dịp 30 tháng 4 và 2 tháng 9. Lũ bẩn tử gồm Nguyễn Đăng Cao Đại, Nguyễn Tiến Trung, Trịnh Văn Toàn, thành viên tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Nguyễn Thị Loan, thành viên tổ chức phản động Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết, Loan là vợ Toàn, Trần Giác Bang thuộc tổ chức phản động NO, Võ Hồng Ly, nhân viên lãnh sự quán Pháp, Dương Thị Tân, thành viên tổ chức phản động Hội Phụ Nữ Nhân Quyền là vợ của Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Huỳnh Thành Phát là tên Cơ hội Chính trị và Nguyễn Lân Thắng, Phạm Thị Đoan Trang, đây là hai tên đầu sỏ. Quá trình biểu diễn, các đối tượng này lồng những bài hát không được cấp phép vào chương trình với những lời giới thiệu ca ngợi cái thây ma ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa và xỏ xiên chế độ hiện tại. Khoảng 21 giờ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa thông tin về hành vi biểu diễn nghệ thuật không có giấy phép và biểu diễn những ca khúc bị cấm theo điểm A khoảng 4 điều 13 Nghị định 158/2013 của Chính phủ đối với Nguyễn Hữu Tín. Thanh tra Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh hẹn 9:30 ngày 17 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Tín và Trần Công Phước, đại diện hộ kinh doanh quán cà phê Casanova, đến Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời giải tán số đối tượng đến tham dự. Quá trình các lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động, các đối tượng này liên tục quay phim, chụp ảnh với cái mục đích xuyên tạc, đồng thời la hét, kêu gào, chửi bới những người thi hành công vụ, đồng thời là không chấp hành những mệnh lệnh hành chính. Dù được giải thích rất rõ ràng, nhưng một số đối tượng quá khích đã trực tiếp tấn công, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, làm xáo trộn hiện trường, cố tình là tiêu hủy tài liệu và gián đoạn quá trình lập biên bản của cơ quan chức năng. Một số khác chui xuống gầm bàn, bò dọc theo chân tường hòng tẩu thoát, nhưng bị lực lượng dân phòng phát hiện và ngăn chặn. Và qua đây cũng có thể thấy được rằng đối với đám dân chủ cội này thì chúng nó đúng quả thật là những con chuột lắc. Khi mà gặp lực lượng chức năng công an thì tìm mọi cách là cào mặt, chí phèo để ăn quạ, hòng lu loa để gì? Để là kích động đám đông, chống đối để chúng nó tìm cách là chúng nó chuồn. Và khi những cái chiêu bài nó không sử dụng được thì tìm mọi cách là luồn lách để chúng chui, chúng nhủi y như mấy cái con chuột lắc. Còn riêng cái ả là Phạm Thị Đoan Trang, lợi dụng lúc lộn xộn đã tìm cách lẩn trốn qua cái gách nhỏ nhưng bất thành. Trang bị dân phòng tóm được sau khi giằng co quyết liệt và giở trò lao đầu vào tường để vu họa các lực lượng chức năng đánh mình. Như vậy, buổi biểu diễn, Nguyễn Tín cùng đám ba que bị kiểm tra hành chính chứ không hề có sự bắt bớ nào như lũ mồ dọc đã đang rêu rao. Bởi vì nói chung ra thì cái bản chất là cào mặt ăn quạ là bản chất của đám là cụi và ba que này mà. Vậy ca sĩ Nguyễn Tín là ai? Ca sĩ Nguyễn Tín tên thật là Nguyễn Hữu Tín, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1990 tại Ô Môn, Cần Thơ. Chứng minh nhân dân số 3622922620. Trình độ học vấn 12/12. Nguyễn Hữu Tín có hộ khẩu thường trú tại 109A/3 Lợi Nguyễn A, khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nơi ở hiện tại địa chỉ 3440 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tín không có nghề nghiệp ổn định, khi thì hát phòng trà, khi thì bán hàng qua mạng xã hội. Được biết, cha của Nguyễn Hữu Tín là ông Nguyễn Hữu Y, sinh năm 1966, tài xế, ngụ tại 109A/3, khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mẹ của gã là bà Nguyễn Thị Bum, sinh năm 1967, là nội trợ, ngụ tại địa chỉ trên ở Cần Thơ. Vợ của Tín là Nguyễn Thị Mới, sinh năm 1990. hiện định cư ở Mỹ. Từ nhỏ đến năm 2011, Tín sống với gia đình, đi học và phụ giúp gia đình tại 109A, khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Năm 2012, Tín xin vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Giang Anh, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, với vai trò là bán thuốc lá, thuốc lào và cung ứng lao động tạm thời. Năm 2014, Nguyễn Hữu Tín xin làm phụ quán cà phê Bambo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nhưng sau một năm, Tín bị đuổi việc vì tắc mắc. Thì nói chung cái khu vực này, địa điểm này, chùm sò nắm rất rõ trong lòng bàn tay. Từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017, Tín thuê nhà số 509/6, khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để ở và mở tiệm kinh doanh Internet. Từ tháng 4 năm 2017 đến nay, Tín chuyển lên ở tại 3840 đường CI, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Nguyễn Hữu Tín là cựu admin của trang fanpage phản động có tên Nhật ký yêu nước Mỹ, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nguyễn Hữu Tín thường xuyên chia sẻ, bình luận một số bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, tham gia ký tên trên mạng thảm họa Formosa.com, đề nghị đóng cửa vĩnh viễn Formosa. Đặc biệt, Tín thường xuyên mặc sắc phục lính Việt Nam Cộng Hòa, livestream trên Facebook phát trực tiếp và hát những bài hát ca ngợi cái chế độ tay sai bán nước nghị viện Việt Nam Cộng Hòa, và hát theo yêu cầu của cái số đối tượng là lưu manh và cơ hội chính trị ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Trên FB còn ghi lại ngày 22 tháng 10 năm 2016, Tín hát bài Con đường Việt Nam ủng hộ cái gọi là cựu tù nhân lương tâm như Trần Huỳnh Di Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Các bài nhạc chế như Thương người miền Trung, Giá xăng, Nỗi buồn của Trăng, và một số bài hát do một số nhạc sĩ phản động là kiểu như Tuấn Khanh, Trúc Hồ sáng tác như Biển Đông, bài hát chưa có tên, Đêm mưa và Đáp lời sông núi. Ngoài ra, Tín thường cùng là Đinh Nhật Quy, ngụ là Bến Lức, Long An, hát các bài hát về người lính là ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Gần đây nhất, hôm 6 tháng 4 năm 2017, Tín cùng Đinh Nhật Quy livestream trên Facebook hát một số bài để tưởng niệm một năm cá chết, với cái hàm ý là đổ lỗi cho chính quyền rước giặc Tàu vào nhà, gây ra thảm họa môi trường và kích động người dân xuống đường là biểu tình lật đổ chế độ. Được biết, Nguyễn Hữu Tín và nhạc sĩ phản động Tuấn Khanh là một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai thường xuyên hát tại các phòng trà do Tuấn Khanh mời tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Vũng Tàu. Nguyễn Hữu Tín đã từng bị công an triệu tập nhiều lần để làm rõ hành vi kích động người dân biểu tình hồi tháng 2 năm 2018 vừa qua, nhưng y bất hợp tác, đồng thời phủi tay chối bỏ là các hoạt động cũng như là từ chối là chủ sở hữu của Facebook là của mình. Thực tế thì cái FB của Nguyễn Hữu Tín là một trang phản động khá cực đoan. Không khó để thấy chủ nhân của nó là một tên phản động khá chuyên nghiệp, nhưng mà vải thưa thì không che được mắt thánh. Sẽ có ngày cái tên Việt Giang này sẽ phải trả giá. Và nói chung á, nó chả qua mặt được cái người dân, thì liệu rằng nó có thể là qua mặt được lực lượng là công an hay là không? Một cái câu hỏi đơn giản như thế hay thôi. Bởi vì ngay cả một cái người dân như tao có thể nắm rõ cái lý lịch của mày trong cái lòng bàn tay, thì mày nghĩ rằng lực lượng an ninh và công an họ bị mù hay sao mà họ không biết những cái hành vi của mày nào? Nói chung á, chờ đến ngày mày vào tù á, thì để người dân như chúng tao á phải vạch mặt mày ra, kể bên vách từng cái tội trạng của mày ra, để cho mày biết là dân á, tụi tao á, không phải là mù về lực và không hiểu gì về chính trị, Mà để mấy cái thằng quắt con mũi dắt còn chưa sạch như cái lỗ tụi mày mà bài đặt bàn cái chuyện chính chạy đã lật đổ chế độ, tao nghe thật nó nực cười. Trình của tụi mày lật đổ người dân nó còn chưa xong nữa, ở đâu lật đổ chính quyền nữa. Một cái câu nói cũ lặp lại, nếu như cái chế độ này mà nó dễ lật đổ, thấy chưa, thì ngày xưa thằng cha Mỹ của tụi mày nó lật lâu rồi, chứ không phải là cuốn cờ hay cút xéo như vậy. Và cái tổ tông là ăn bám, đu càng ăn hại, đang hà hơi tiếp sức cho tụi mày đó, mấy cái thằng ba sọc chống cộng cực ngu ở hải ngoại á, những thằng mà cho tụi mày đô la đó, đúng chưa? Thì ngày xưa chúng nó đâu phải là tột quần, cởi áo, quất, bỏ chạy, đu càng theo bố, ra ngoài hạm đội 7 bay tuốt về anh Mỹ bánh kìa. 43 năm rồi, sắp đó là chui xuống lỗ hết rồi đó. Đấy. Mà chống mãi, chống không xong, dễ nuốt quá. Thì thằng cái gì, thằng bành trướng Trung Quốc á, nó đã nuốt lâu rồi, chứ không đến lượt cái đám là hả lao nhau, láo nháo, lúc nhúc chúng mày. Rồi gì? Đời là hả lật đổ chế độ này đâu, hiểu chưa? Nhảm quá. Thôi sẵn hôm nay thì làm thêm số cái vấn đề về dân chủ nữa trước khi là kết thúc livestream hôm nay. Lưu manh chính trị nè, cơ hội chính trị với những thằng mà bất mãn chế độ, hiểu không? Như thằng xàm xí đú là Tinh Nguyễn nè. Một thằng là ngu dốt nhưng mà thích vô comment những kiểu là ngu học, giết còn chẳng ra giống đám ôn gì. Nhưng mà cũng thích vào là viết những cái thông tin là tao nói ô nhảm nhí là chúng mày á, nghe theo mấy cái thằng mà chống cộng cực ngu ở hải ngoại á, ghiêu gao nó cho đô tụi mày á, để gì đi chống chính quyền á, biểu tình bạo loạn đòi lật đổ chế độ đó, đúng không? Thì có gì thì tụi mày bị còng đầu vào tù, tụi nó bên Mỹ á, tụi nó không có gì hết á. Nhưng mà tụi mày ở bên đây á, tụi mày sẽ vào tù và được hưởng gì? Được hưởng cơm ký áo số, đó là cái sự thật đấy. Còn một cái nữa là khi tụi mày hết cái giá trị lợi dụng rồi thì chúng nó sẽ vứt tụi mày đi như vứt một cái thứ rác rưởi, mày hiểu chưa? Và để tao nói một cái số cái ví dụ để cho tụi mày thấy. Như ông Bùi Tín, mà nói chung người đã chết rồi mình cũng nên tha thứ, nhưng mà thật ra đối với kẻ phản quốc như thế này không nên là đáng tha thứ, cần phải nói chết rồi mình cũng không để được yên đó. Đối với những kẻ phản quốc thì chúng nó chết không bao giờ được yên. Khi xưa ở Việt Nam này, ông ta từng là gì? Từng là một người có rất là nhiều danh vọng, được người người ở Việt Nam kính trọng, nhưng mà lại gì? Lại mang cái giả tâm là hám danh hám lợi nó quá nặng. Những năm 1990, khi hay các nước là xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị sụp đổ, ông ta chạy qua hải ngoại cấu kết với mấy đám là chống cộng lưu vong. Đó là khi Việt Nam mà sụp đổ đó thì ông ta sẽ thành lập một cái đảng gì đó ở nước ngoài. Rồi sau đó Việt Nam mà theo chế độ là theo kiểu giống như mấy nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đó, thì ông ta lập tức là đem mấy cái đảng đó về Việt Nam để ông ta trở thành một cái đảng trưởng, để là có nhiều danh nhiều lợi. Nhưng mà nói chung ra thì đời nó không có như mơ. Trời tính, người tính nó không bằng là trời tính. Đấy. Kết quả thì sao? Kết quả thì Việt Nam bây giờ nói chung vẫn mạnh, vẫn phát triển, vẫn đi lên. Mà cái ngày mà thay đổi chế độ sụp đổ thì không thấy. Nhưng mà chỉ thấy là Bùi Tín ngày ngày thì ta thấy là sức khỏe ngày càng đi xuống. Và đến bây giờ thì phải chết rũ xác ở nơi xứ người. Nhưng mà chế độ của cơm sườn Việt Nam thì nói chung vẫn là gì? Vẫn vững như bàn thạch. Còn ta thì phải rủ thay nơi xứ người. Họ bị người người ở Việt Nam này nguyền rủa, chửi bới, thậm chí chết rồi cũng vẫn bị người ta lôi lên chửi tiếp về cái gì? Về cái thân phận của một kẻ phản quốc, nó là như thế. Và khi ông ta sang bên cái xứ mà tự do thiên đường ước mơ của ông ta đó, thì ông ta sống cái cuộc sống là gì? Chui rút y như một con chuột, sống cái kiếp sống là cô độc, nghèo khổ, bất hạnh, Trong khi lúc đó ông ta nếu như ở Việt Nam, ông ta sống trên tộc đỉnh vinh quang, tiền bạc, danh vọng đều có. Nhưng mà bây giờ đi qua xứ thiên đường sống còn thua cả gì? Còn thua cả một cái người vô gia cư. Nó khổ chưa? Quá khổ. Để bây giờ phải chết rủ thay nơi xứ người. Đấy. Lúc còn mà giá trị á, lợi dụng không? Chúng nó đám dân chủ cụi đó, tụi nó tung hô lên rất là ghê. Nhưng mà đến khi hết giá trị lợi dụng thì nó vứt bỏ như là vứt gác. Đấy. Một ví dụ. Ví dụ thứ hai, nó ở Việt Nam này nè. Tụi mày biết là thằng Nguyễn Quyết Dũng chứ. Tức là Dũng Phi Hổ. Nhưng mà giờ nó hết hổ rồi, nó thành mèo rồi. Cái gì thành lập ra cái gì mà chính phủ gì Việt Nam đệ tứ đệ téo gì đó rất là ghê, rất là gớm. Xăm hai chữ sát cộng hả? Dũng Phi Hảo vô tù thành Dũng Phi Miêu ngay. Và mới đây tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao là tỉnh Nghệ An đó đưa Dũng Phi Mèo ra xét xử lại. Thì Dũng Phi Mèo đó là thành khẩn nhận tội, khai báo hết, đồng thời là viết đơn đó là xin được ân xá giảm nhẹ tội. Và nói chung ra là cái chính sách pháp luật của chính quyền là cơm sườn Việt Nam á, là nó quá ư là nhân đạo, cho nên á là đã giảm án cho Dũng Phi Mèo xuống để Dũng Phi Mèo còn là có cái thời gian là suy ngẫm về những cái hành vi của mình, việc mình làm là nó như thế nào, để là mai mốt còn là gì, còn là biết làm lại cuộc đời của mình, tránh đi theo là mấy cái thằng là đu càng ăn bám dân cụi nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, qua đó cũng để cho cha của Dũng thế là Phi Mèo nhìn rõ được cái sai của mình, chỉ vì mấy cái đồng tiền bẩn của mấy cái thằng dân chủ cụi mà ông ta đã gián tiếp đẩy con mình vào vòng lao lý, để rồi giết chết cả cái cuộc đời của con mình chỉ vì những cái đồng tiền bẩn thỉu đó. Đó là những cái ví dụ cho chúng mày thấy. Lúc mà Dũng Phi Hổ còn cái giá trị lợi dụng, cái ánh hào quang chói lóa đó không? Ta thấy nghe rất là nhiều mấy tên dân chủ cụi là quốc nội cũng như là mấy cái đám chống cộng cực ngu ở hải ngoại tung hô hắn. Và trong đó có mấy cái tên là linh mục cha xứ ở mấy cái giáo phận là chống cộng là cực đoan của cái giáo triều Kitô giáo, cái là Công giáo đó, như ở giáo phận Vinh rồi nè. Trời, hiệp thông cầu nguyện tung hô ghê gớm lắm. Nhưng mà bây giờ thì sau khi Dũng Phi Mèo bị bắt bỏ tù rồi, sau đó là bị xét xử lần thứ hai này, chẳng thấy cái mặt mo của cái đám là dân chủ là quốc nội cũng như là đám chống cộng cực ngu ở hải ngoại. Chúng nó là ca ngợi, chúng nó là gửi tiền để hỗ trợ anh Dũng Phi Mèo vậy chứ. Sao không thấy tên nào lên tiếng? Khổ. Chỉ thấy anh Dũng Phi Mèo trước ngày ra tòa phúc thẩm, chỉ có cha của anh ta đến, đó là người thân duy nhất của anh ta mà thôi. Đấy, khổ. Còn những cái đồng hương, những cái chiến hữu từng là bên anh ta trong cái công cuộc là chống cộng, chết đâu hết rồi. Thậm chí mấy cái máy bay bà già khi xưa là từng là anh em với Dũng Phi Mèo, nói chung nó rất ngọt ngào tình tứ, giống như là con gì ngồi con gì con Thanh Vân Thanh Véo gì đó, lúc trước từng sát cánh với anh Dũng Phi Mèo để chống chính quyền vân vân các kiểu. Nhưng mà giờ anh Dũng Phi Mèo đã xa cơ thất thế thì mấy cái máy bay bà già đó cũng lẳng lặng là cất cánh bay đi. Đấy, một cái sự thật hiển nhiên là như vậy. Đối với bọn chống cộng và cái bọn là dân chủ cội thì nói chung á, đối với chúng nó là lợi ích là trên hết. Còn giá trị lợi dụng, còn kiếm đô la được thì tụi nó còn gì? Còn tôn trọng, còn anh em. Còn nếu như mà hết giá trị lợi dụng, không còn làm ra được tiền đó thì cút xíu. Thân mày mày lo, thân tao tao lo, sống chết mặt mày, tiền thầy bỏ túi rồi xong. Đấy, đó chính là cái bản chất của đám dân chủ cụi đấu tranh chống cộng, nó là như thế. Đối với chúng nó thì cái mắt chống cộng chỉ là để hô hào quyên góp cho mấy cái đám chống cộng cực ngu ở hải ngoại, để là tụi nó giải ngân với mấy cái đám là cờ vàng cực ngu bển thôi. Đấy, tụi nó gửi tiền về đến đây cho mấy đám này. Đơn giản vậy đó. Thôi để kết thúc livestream, có một cái thông tin gửi mọi người để kết thúc cái vấn đề này. Thì nó cũng là lề dân chủ quốc nội đây. Thì nói về cái thằng này thì ai cũng biết đây, là cái vụ này mấy gà nói chung mấy thằng rợn chủ quốc nội nè cũng đang là ca ngợi, đang là hô hào gì đợi định là làm cú biểu tình, nó giống như cái ngày là 10 tháng 6 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, để kích động đó mà. Ví dụ mà thằng rơn chủ mà Hứa Hoàng Anh đó mà đi biểu tình xong về thắt cỡ tự tử chết ên, nghe nó tụi nó gào rú lên là tất cả đều tại là công an giết người, bắt người vũ tùm lum nha. Thôi vô tiêu đề. Phong trào chấm cộng đã đưa tin sai về cái chết của Hứa Hoàng Anh như thế nào?